Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm của mình nha. Tiếp tục hôm nay là một cái review chân thực nhất, một cái phiên bản mà mới nhất của cái con game Lost Container. Thì tới đây thì anh em đã biết cái phiên bản gì rồi anh em. Phiên bản cực kỳ mới của con game Lost Container nha. Còn hiện giờ nó đổi là Lemuria. Phiên bản này thì các anh em nhìn ở ngoài màn hình thì nó đã có thay đổi rất là nhiều cho anh em chúng ta. Từ những cái chỗ đứng của những con nhân vật của mình lúc trước á, thì những cái như gì á thì nó sẽ rất là lung linh lộng lẫy, nó không khác gì là một cái phiên bản chuẩn. Nhưng mà một cái giao ta, một cái phiên bản mới, không biết nó đi tới hay là nó đi lui mà nó cho ra một cái phiên bản cực kỳ là mới, cực kỳ là lạ luôn. Thì nhờ hên là mình đã có trải nghiệm một cái phiên bản Clash nên mình vào trong đây nó không quá bỡ ngỡ. Thì các anh em thấy một cái sự phân biệt rõ rệt khi mà mình dùng set đề cao hoặc là một cái win cao, một cái vũ khí cao, thì các anh em thấy nó sẽ chân thực. Còn khi mà các anh em ở một cái chế độ đồ thấp thì các anh em sẽ thấy nó không có gì là hoài niệm luôn. Nhưng mà được một cái là nó lạ thôi anh em, tại vì thấy là 12 con giáp không giống con nào hết, được cái lạ. Còn các anh em thấy nè, cái set đồ này thì nó cũng chỉnh chu như cái phiên bản cũ, và đây cũng chỉnh chu luôn. Những gì mà mình mặc trên người, hệ đồ cấp cao là nó sẽ chỉnh chu, còn hệ đồ cấp thấp thì các anh em thấy nó sẽ là bị nhòe đi, nó không còn những cái hình ảnh chân thật. Các anh em biết gì sao không? Cái này là nó sẽ loại bỏ bản quyền 100% luôn nha anh em. Mình sẽ đi vào vấn đề chính hôm nay là cho anh em biết là cái bản cập nhật mới của Lemuria này nó cho anh em được những gì và cho mình được những gì. Thì mình không chờ nổi, mình không đợi nổi được. Tới chiều ngày hôm nay thì mình đã làm được một cái con UG. Thì yes, đây là một cái con pet cực kỳ mới của một cái season 11 mới up. Và cho anh em biết là cái season mới này nó sẽ cho chúng ta được một cái vũ khí là Apple nè, một cái set là Gummer, cái set là Lightning, thêm một con pet mới, đó là một con pet UG rất là ủng ỉn luôn anh em. Các anh em thấy không, nếu mà mình đứng lại gần con sói thì con sói không có tuổi nha. Đấy, clip cái con sói luôn. Đứng cái vị trí nào đó cho clip. Đứng cái vị trí nào cho clip con sói vậy anh em? Đấy, mắt tiêu con sói luôn. Và cái thứ ba là cho chúng ta được một cái win, và cái thứ tư cho chúng ta được một cái là cặp bông sáo, kèm theo đó là chỉnh sửa lại tất cả những cái bản đồ, chỉnh sửa lại những cái icon trong game. Thì những cái icon trong game thì mình đã có chia sẻ review của cái con game là Clashit. Thì hôm nay mình vào trong đây cho anh em xem lại. Ở một cái phiên bản Clashit thì nó chưa có diệt quá toàn cầu, khi mà anh em chơi nó khá là bất cập. Nó làm công dụng gì, nó có chức năng gì, thì ở bên phiên bản này thì nó đã hiện ra tiếng Việt hết cho anh em vào trong đây. Thì nó cũng rất là dễ anh em, nó chỉ là quán đổi vị trí và nó chỉnh sửa lại những icon trong game đặng nó làm độc quyền, không có mà lấy bản quyền của ai, lấy hình ảnh của ai và lấy map của ai. Chưa gì chơi mà đã có UG hiếm rồi, anh này anh rất chịu chơi và chịu chi luôn. Các anh em thấy gì chưa? Và một điều đặc biệt nhắc nhẹ tới anh em, khi mà anh em nào đạt level 1200 là mới đeo được con UG. UG của mình đây, khi mà các anh em đạt cấp độ 1200 là sẽ mặc được UG. Và ở cấp độ 1200 thì chúng ta có thêm một cái nhiệm vụ, mình sẽ đi vô làm nhiệm vụ cho anh em xem. Ở một cái nhiệm vụ của level 1200 thì nó cũng cực kỳ là yếu, cực kỳ dễ làm luôn, nó không quá khó. Khi mà anh em làm xong nhiệm vụ này thì các anh em vào trong cái bảng master cho mình. Khi anh em bấm vào đây thì vào trong phần kỹ năng qua cái cây hùng vĩ, thì nó sẽ có tồn động là cho anh em là 700 điểm ở cây hùng vĩ. Thì các anh em thích cộng vào đâu cũng được và thêm vào đâu cũng được, thêm làm sao cho nó mát pin nhất có thể. Thì anh em nên nhớ là cái cây chính của mình thì các anh em hãy cộng những cái skill dự phòng. Vì sao? Những cái skill dự phòng nó giúp cho anh em là cộng mát được hai hướng. Đây, chừng nữa mình sẽ có một cái clip ngắn để mình chia sẻ cho anh em. Ở đây là mình cộng là một cái skill dự phòng đây. Skill dự phòng là gồng xanh dược đại dương. Khi mà các anh em phải tích đâu đó tầm khoảng là 1, 2, 3 ô này thì các anh em mới mát pin được 3 ô này. Thì có một số nhân vật mình đã rất là cay, nó không có được mát pin, là mình thiếu 60 điểm ở 3 ô này. Thì các anh em hãy cộng một cái skill dự phòng.
Ở đây là mình sẽ kêu vô phòng của mình là sẽ kêu gồng, thì chị nói mình sẽ cho nó mát cái đường gồng này lên nhất có thể luôn để cho nó 700 điểm này, thì anh em có thể là binh biến xào chẻ vô được bao nhiêu thì được nha anh em. Thì ở đây mà mình đã mát được một cột bên đây thì các anh em còn thừa rất là nhiều điểm, các anh em làm sao mà đẩy cộng cho nó tốt nhất có thể. Master á, thì ở một cái phiên bản tiếng Việt thì các anh em cứ dịch gà vào trong đây, mình đọc rồi mình hiểu từ từ cái con của mình đi bên hướng gì. Như con của mình á thì đang đi hướng pháp sư là phải đi theo hướng NE, thì các anh em cộng làm sao cho cái lượng nhanh nhẹn của anh em giật lại nhiều nhất có thể, dùng vào cái đâm chuẩn của nó để mà mình lấy được một cái đâm to nhất theo một cái đâm chuẩn của nó nha anh em. Cái đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em còn nhiều lắm. Và cái tiếp theo là mình muốn chia sẻ cho anh em một cái ID của anh em chỉ treo lên chợ được 15 món, mà mỗi khi treo lên chợ thì nó là cực kỳ khác luôn anh em ơi. Mình sẽ treo lên chợ cho anh em xem đây. Anh em bấm vào cái phần tra đơi, bấm vào cái phần đấu giá, các anh em có thể là tùy chọn vật phẩm ở bên những cái cũ của mình. Ở đây ở phiên bản cũ thì nó cũng có là tùy chọn vật phẩm như gì đây, thì mình đã vào xem trao, mình đã bán trao anh em. Và ở đây là loại tiền tệ, ở đây là bộ lọc, và ở đây là phần tử. Cái đó là cũng rất là quen thuộc với anh em, tuy nó quán đổi vị trí thôi. Và đặc biệt nè, mình vào trong đây cho anh em xem, mỗi khi mà mình bán đồ, chỗ tiền tệ của mình nằm bên đây và cái gương này nó nằm bên đây. Còn bây giờ nó sẽ quán đổi vị trí cho nhau và nó đổi làm cho mình full gương. Lúc trước thì nó đổi theo một cái thứ tự là từ A tới Á luôn, còn bây giờ thì nó sẽ đổi random nha. Lúc trước nếu mà nằm bên hệ thú thì nó sẽ thú nguyên một dọc, nằm bên hệ là mấy cái con tiểu quỷ là sẽ tiểu quỷ nguyên một dọc luôn. Còn bây giờ thì trong gương mình sắp lộn xộn thì nó cũng lộn xộn theo, nó không có mà chỉnh chu. Đặc biệt các anh em muốn bán, ví dụ là mình muốn bán cái viên châu này thì các anh em nhấp vào viên châu thì nó sẽ phục ở bên đây, còn chúng ta nhấp vào chiếc nhẫn thì nó sẽ phục bên đây. Ở đây là cái tiền tệ mà mình muốn bán: yen, châu, sụt, B và Lemu. À, anh em chọn cái mệnh giá xong, ví dụ mình sẽ chọn bên đây và bên đây mình sẽ định giá cho em đấy. Mình sẽ định full chính hay là nhiêu gì đó nè. Anh em có thể là định bao nhiêu cũng được, thì mình muốn bán cái giá mình mong muốn. Và đặc biệt ở đây người ta cho các anh em đợi nè 12 giờ một ngày và 2 ngày, thì các anh em muốn đợi mặc định hay là các anh em muốn chừa cái thời gian để mình rút xuống cũng được và mình lấy lên cũng được. Thì đây là những cái mới để cho các anh em vào trong đây tìm hiểu, nó cũng không quá là xa lạ, chịu khó tìm hiểu chút xíu là được nha anh em. Và đặc biệt là mình hôm nay mình vào trong đây để mà mình ép cái con bet là UG, con bet UG này đây, mình đã có giới thiệu với anh em, mình có review với anh em, mình đã có nhắc nhẹ với anh em rất rất là nhiều về cái phiên bản mới này. Trông chờ nhất là một cái win 5, trông chờ nhất là vũ khí Apple và bet, kèm theo đó là bông tai. Mình không dám nhìn tới nè, tại bông tai nó cực kỳ là đắt đỏ với cái win 5. Và một cái điều mà mình mong chờ nhất là cái nâng cấp của cái con thương thủ, nhưng mà mình chưa thấy thông tin của thương thủ. Thôi tiếp theo á, thì các anh em muốn ép được một cái con UG thì các anh em phải cần có cho mình là cái điểm gu. Điểm gu thì các anh em lên trên map là EB-Lan 1 cho mình, bấm vào cái NMBC để mà mình chuyển gu. Thì ở đây mình đã có rất là nhiều điểm gu rồi. Đây, điểm quyết thằng. Thì quyết thằng của mình mua bao nhiêu cũng được, mình mua 1.000, 2.000 cũng được. Thì các anh em bấm vào cái gu nè, các anh em bấm vào cho nó cuối trang. Thì ở đây có một cái mảnh UG, bên đây là một cái mảnh là Taxi, thì bên đây là một cái mảnh UG. Bên đây là Sin là của con cáo nha. Thì 1K5 là của cáo và 2K là của UG, thì các anh em mua vô với điều kiện là các em phải đủ cái lượng mà gu của anh em, cái lượng good đó. Thì bấm vào tiền tệ đây của mình, quyết thằng của mình lên tới 11K thì cái điểm good của mình còn rất là nhiều. 11K nè, 6K nè, rồi 3K nè, 2K nè, thì mình còn rất rất là nhiều, nên có thể là tự do thoải mái mà xây chế nha. Thì mỗi một lần xây, hiện giờ một cái event mới thì nó cho mình thêm bonus là 10%. Thì anh em biến về cái map là Logan Kia cho mình. Khi về cái map Logan Kia thì mình hãy chạy về cái góc này đây, cái góc quen thuộc của cái chữ bet là NBC bet nè. Mình đứng ở đâu là clip ở đó anh em, nếu mà mình đứng là chữ bet là nó mắc NBC luôn. Các anh em thấy chữ bet không? Thì ở đây các anh em kéo dài xuống nó có đổi một cái chữ là UG, thì anh em ép ở đây UG. Đặc biệt ở phiên bản này là nó tháo ốp thuộc tính của bet rồi anh em à, nó không cho mình chuyển thuộc tính, không cho chuyển là sao, là cái như gì đây. Ở đây các anh em sẽ ép cái dòng này hên xui vì cái con cáo của mình chỉ có một ợp cộng 11 thôi. Thì ở đây mình có xe cua 2 con, một con cộng 11 và một con cộng 12. Con kia một ợp mình xây trước và cái con này 3 ợp thì mình xây sau nha anh em.
cộng 12 mình xây sau. Thì hiện giờ các anh em muốn xây được thì các anh em đầu tiên là phải chuẩn bị một cái mảnh nè. Chuẩn bị cho mình là chao nè, cờ ghe, bê, rồi sụt. Trong khi đó các anh em phải cần dựa cho mình một số là four season. Và hiện giờ four season đó thì nó cũng đang ở giá đỉnh điểm tầm khoảng là 30 trên một cụm 10. Thì là mình nói 30 trên nha, chứ không phải là 30 đảo lại. Thì có người bán 33, có người bán 34, thì rồi mình chỉ xả là 16B cụm 10 mình cừ. Bây giờ là mình thấy ba mươi mấy B là mình khóc. Nói như vậy là anh em hiểu rồi anh em. Thì các anh em sửa soạn cho mình nè, phải cần có cáo nè. Và đặc biệt nhắc tới cáo thì các anh em nhìn vô cho mình nè. Ở đây các anh em thấy là chỉ có là tốc độ tấn công, phòng thủ, HP và trình độ là 1200 là mới được. Và các anh em nhìn vào cái con này đây. Ví dụ là con rồng, nó cũng y chang thôi, nó không có cái gì nhiều. Tiếp theo là một cái con Leon là con sư tử, cũng không có cái gì bắt mắt. Và con cáo cũng vậy. Con cáo các anh em thấy nào? Những cái dòng phòng thủ cơ bản này không có gì khác, nhưng mà cái này là nó sẽ khác. Một cái con cáo hiếm, một con cáo event, kỳ rồi mình đã chạy được 5 con nhưng mình bán 4 con rồi. 4 con kia mình bán chỉ có là cộng 11 thôi, còn cái này mình cộng 15 nên mình chừa lại nha. Thì mình chạy con này đầu tiên hết mình cộng 15 ngay ở cái đêm mà mình nhận luôn thì nó đã lên 15, còn mấy con kia mình chỉ cộng lên 9 thôi, mình chạy được 5 con, tổng cộng là 5 con nha anh em. Thì mình chỉ chừa là một con, các anh em thấy không? Nè, tốc độ tấn công 7 nè, phòng thủ nó cho mình thêm là 294 nè, sát thương là 47%, hấp thụ sát thương 55%. Các anh em thấy là ba dòng này cực kỳ là có cái gì là khác không anh em? Không biết là cái này nó nằm trong sự kiện vĩnh viễn hay là trong sự kiện bị lỗi, nên mình gắt trông chờ. Nếu mà nó nằm trong sự kiện vĩnh viễn thì cái con này là nhờ hên là mình chừa lại, còn nó nếu mà bị lỗi thì cũng khó quá cho qua anh em cũng như thường. Thì nói gì nói cái con này mình cũng sưu tập anh em, mình không có bán con này nữa đâu, tại vì mình sưu tập cho đủ một bộ. Con phượng hoàng của mình là bất tử nè, cộng không bất tử, các anh em farm cỡ nào nó cũng không chết nha. Còn những con phượng hoàng khác thì nó chết, nó cũng có một kỳ event là có được con phượng hoàng bất tử này đây. Tiếp theo là một cái con sói nè, thì mình cho dằn lên, mình còn thiếu một con ngựa chừng nữa mình sắm thêm một con ngựa nữa là nó sẽ đủ bộ dằn nha anh em. Tiếp theo là mình sẽ đi vào mình xây cho anh em, nếu được thì ăn mai, còn nếu không được thì dù sao mình cũng đã có xây ra được một con anh em, nên không có đố nha. Còn những anh em nào xác định xây UG là các anh em phải chuẩn bị four season, four season đỏ, mà trong thời gian bây giờ các anh em nếu mà cài được thì các anh em nhẹ, còn các anh em không cài được thì nó cũng cực kỳ là khấm. Vì sao? Vì ở ngay cái thời điểm bây giờ nó không có cái event nâng cấp thú, nên các anh em quánh là nó dễ bị xịt lắm, và thú thì nó xịt liên tục. Lúc trước mình đã có ép cho anh em xem rồi, cộng lên 11 nhiều khi nó xịt tầm khoảng là 3 4 lần, chứ đừng có nói chi là cộng 15. Nên cái con này mình chỉ là đợi kiển thôi, chừng nào nếu có điều kiện thì mình sẽ mua một cái dòng thuộc tính. Dòng thuộc tính là cái dòng này đây, đây dòng thuộc tính nè, chảy máu nè và giảm tấn công, thì mình sẽ khảm vô cho nó. Còn nếu mà không có điều kiện thì mình cũng không khảm, mình chỉ để kiển để sưu tập thôi. Như những con này đấy mình cũng không có cần ép cái dòng sụt vô hay là cái dòng bơi gì hết, tại vì bây giờ ép cũng đâu có được đâu anh em. Lúc trước mình xả 80 mấy viên mà bây giờ mình thấy là mình ức ở trong bụng lắm. Nhưng nói gì nói thì nó qua rồi thì thôi, nhắc lại cho anh em tức hộ thôi chứ không có gì hết. Bắt đầu mình vào mình quay, mình sẽ test nhân phẩm cho anh em. UG của chúng ta là phải cần một con là cộng 12, một con cộng 15, thì mình sẽ lấy con cộng 12 để test nha. Vì cái con cộng 15 cộng hiện giờ nó cộng 15 nó rất là chua. Thôi mình cộng 12 trước nha, 12 của mình tới 3 hộp. Lựa chọn thì ở đây nó cho chúng ta là 50B, 50 sụt, 10 chao và 10 cà ghe. Nếu mà nó ra cái con hiếm thì event các anh em ngập mỏm, còn nó ra cái con thường thì cỡ như là làm cho vui nha anh em. Các anh em xem tới đây thì comment chúc mình một cái câu là chúc mừng may mắn hay gì nha anh em. Thì các anh em thấy nè, cái chuẩn của nó chỉ có 60% và bonus thêm ở một cái event thì nó cho chúng ta bonus thêm là 10%, tổng cộng là 70%. Thì nó không có thêm bùa thêm gì hết, nên mình chỉ làm một phát là ăn luôn. Thì hồi sáng mình đã làm một phát là nó ra luôn với một cái con cáo một ọp, còn bây giờ con cáo ba ọp, hy vọng là nó sẽ không làm cho anh em thất vọng nha anh em. Ai già như vậy là được một cái con thứ hai nha anh em. Quan trọng là phải chờ cái ốp nó như thế nào nữa anh em à. Như vậy là ngày hôm nay cực kỳ may mắn đối với mình. Rồi cái con của mình đâu? Đây cái con của mình. Anh em xem tới đây là xem coi nó gà mấy ốp. Anh em bình luận nha anh em ơi, bình luận góp ý là cái con này bao nhiêu ốp nha. Thì mình sẽ đợi đây tầm khoảng 10 giây để cho anh em bình luận nha. Thì mình sẽ đếm ngược nè. 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1. Đó, thì mình xem là nó được bao nhiêu ốp. Ai chả được có hai ốp. Hai ốp hả anh em ơi? Nhưng mà cũng được nha. Tại vì hai ốp nè nó có thêm một cái dòng kháng chảy máu, giảm tốc độ tấn công. Nếu mà nó có thêm một cái dòng test nữa thì nó cực kỳ đẹp anh em ơi. Thì mình sẽ bỏ con này lên, mà cái tại con này nó có cái hiệu ứng nè, bỏ lên nó không đẹp bằng con này hồi sáng mình quay một cái là full luôn, hai dòng sát thương một dòng phòng thủ cực kỳ ngon anh em à. Bây giờ có con UG nha, thì như vậy là mình được hai con ú na ú nằng nha anh em. Các anh em thấy chưa, nếu mà đi lại NBC này tuổi nha, mà đứng một cái là mắc bóng NBC này luôn. Thì những anh em nào mà chưa có test nhân phẩm, chưa có lên được UG, hãy nhanh tay lẹ chân vào trong đây, lên cho mình một con UG úp theo một cái event qua đây, vì người ta đã làm ra, có công làm ra thì mình có công test nha anh em. Hiện giờ một cái xe xanh 11 thì nó chỉ dọn dẹn được bao nhiêu, chừng nữa mình sẽ review thêm một chút xíu thông tin khác nữa để cho anh em cùng nhau nắm bắt. Hoặc là anh em có biết những cái thông tin gì hay, thông tin gì mới thì hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.